Xin chào, hôm nay ngày 17 tháng 4, shop đồng hồ anh Khôi lại lên em nha. Hôm nay thì em lên 20 sản phẩm, trong đó có đồng hồ pin và đồng hồ cơ. Bên em thì phát sóng vào thứ tư và chủ nhật hàng tuần lúc 5:45 anh em nghe. 5:45 chiều em sẽ lên. Và bên em có để là số điện thoại bên dưới, anh em có thể kết bạn Zalo và gọi trực tiếp. Đây là em số 1. Em này là em Unisei Geniver, một dòng cao cấp của Thụy Sĩ đó anh em nghe. Dòng này thì cực kỳ cao cấp. Con đi là size to anh em nghe. Size này là size 32.5, là size rất là to. Nếu mà dòng này nè, anh em nào biết chơi nè là sẽ biết cái dòng này size 32.5 là rất to nè. Vỏ này cực kỳ mới. Cực kỳ mới anh em nghe. Nó vỏ cực kỳ mới luôn. Dây da thì em trang bị dây da K6, mặt thì bao đẹp, kim cọc số la mã. Đó, mình có thể thấy nè. Kim cọc số la mã. Con đi bị nó chạy máy là 17 UF, bộ máy cóc tay. Em sẽ mở hình cho anh em coi. Đây, hình đây nè. Đó, hình máy đây. Máy thì cực kỳ mới anh em nghe, chạy đúng giờ, máy chuẩn của hàng Geniver Unisei. Còn nắp đây. Nắp nó thì đóng đầy đủ thông tin. Đó, chuẩn nghe anh em nghe, chuẩn 100% hàng Thụy Sĩ. Đây. Em số 1 này thì giá 1.3 anh em nghe, được trang bị sợi dây da K6 này. Quên dây da đi, dây da đà điểu màu nâu rất là đẹp. Rin hết nghe. Rin hết, kính là bao rin luôn, kính đi thì tuyệt đẹp. Mặt cũng bao rin luôn, mặt này mặt men anh em. Mặt men nó là cực kỳ khó tìm, những con mặt men size thường thường nó chỉ có 30 tới 31 thôi, nhưng mà con đi đặc biệt là nó là size 32.5, size to, lấy có tay rất nhẹ nhàng, máy chạy thì anh em khỏi bàn. Em số 2 thì đến từ thương hiệu nhà Thụy Sĩ nha anh em nghe. Em đi thì đến từ thương hiệu nhà Thụy Sĩ. Con đây là nó được cái là mặt rin. Đó, mặt thì nguyên rin. Đó, cọc số nó là cọc số sọc ngang. Đó, cọc số sọc ngang chạy 21 UL, máy vàng hồng. Đó, nước vàng nó thì cực kỳ đẹp. Em sẽ đo size để em quay tiếp. Đây, size nó là tầm cỡ 34 đây. Size Thụy Sĩ size 34 thì size cực kỳ to rồi. Anh em thấy mặt đẹp không? Mặt nó bao đẹp, xài dây da K6 anh em nghe. Dây da K6 này, nấm này, anh em nhìn nước vàng này. Cực kỳ chất. Đó, phía sau đây. Phía sau là nước vàng, anh em khỏi đường bàn luôn. Tại vì nó quá đẹp. Gọi là quá đỉnh luôn, không phải là quá đẹp. Đây. Nó mình sẽ thấy nước vàng nó chảy đứt miếng luôn. Đài kính rin anh em nghe, kính là con này là kính rin đồng hoàng luôn. Nấm của nó là rút ra là chỉnh lịch 24 giờ với 9:12. Em sẽ chỉnh cho anh em coi. Đó. Đó, anh em thấy không? Lịch 24 giờ với 9:12 nghe anh em nghe. Đó, mặt mày thì quá là tuyệt vời. Đó, đây. Anh em thấy đẹp không? Lên tay này. Hàng đây là hàng nhất nách luôn. Đó, mới thôi rồi luôn, nước vàng đó thì vàng ống vàng ta, trừ switch mà đe dưới góc 6 giờ, anh em thấy đẹp không? Mặt lên mặt rin đó. Máy thì em sẽ mở. Đây. Bộ máy là bộ máy vàng hồng như máy Omega. Bộ máy nó vàng hồng như máy Omega với lông rin. Đây, thông tin thì đóng 17 giây well switch đây. Máy vàng hồng anh em nghe. Máy nó thì tuyệt vời, trên cả tuyệt vời. Đó, anh em thấy con nào máy đỉnh không? Chạy bon bon. Máy vàng hồng quá đỉnh. Máy cái bộ máy nữa không thì tìm không ra rồi nè. Em đây là mã số 2 anh em nghe, giá là 1.6. Đây là mã số 3. Em mã số 3 thì từ em lâu sơ.
Em mã số 3 này thì đến từ thương hiệu nhà Seco. Seco nguyên rin anh em nghe, kính rin này anh em nhìn cái kính đã. Đó, kính rin anh em nghe. Kính nó thì em nói chứ không phải nói cho nó là trên cả siêu phẩm. Anh em tìm con nào mà kính rin anh em không? Nó có những hình bắt giác anh em nghe, có những hình bắt giác. Đó đây. Có những hình bắt giác anh em không? Chạy bộ máy là chuẩn 100%, chạy đang chạy chuẩn giờ. Lịch của nó thì có thể rút ra một nấc và chỉnh lịch nhanh. Thử này anh em này, thử này, ngày này, rất nhẹ nhàng. Đó, lịch nhanh ok, rút ra hết là đứng kim, là chế độ ship top. Còn đây là form kiểu form GS, form này là form kiểu form GS của Shinko. Em đây là size nó size 37.5, nó lên tay, khi anh em mang lên tay. Nó được trang bị dây da màu đen anh em nghe. Đợt này là em sẽ về những mẫu da màu đen, tại vì nhiều bác thích dây da màu đen nên em về mấy mẫu da màu đen cho mấy bác lựa chọn. Đây, máy nó thì cực kỳ đẹp, máy chạy 16W, máy pin Liker, nó sạch sẽ. Thông tin của nó đây, thông tin máy móc nó thì nguyên rin. Con đây thì con mã số 3 anh em nghe. Em mã số 3 này thì giá 7.5 anh em. Đó, form đây là form kiểu GS anh em nghe. Form đây thì form hơi bị đẹp. Đây là mã số 4 thì đến từ thương hiệu cũng nhà Seco. Còn đây là vua anh em nghe. Vua kinh Seco. Đó, kim cọc số La Mã này. Mặt của nó thì có một hai vết sắc phiền chỗ này này. Nhưng mà không đáng kể, nó chỉ có một hai vết nhẹ thôi. Đó, lên tay thì cực kỳ đẹp. Dòng vua của nhà Seco. Đó, anh em thấy không? Kim cọc số La Mã, mặt thì đẹp á, mặt thì đẹp hết, trên đây thì có một hai vết này, em có chỉ ngay. Đó, sát viền bị một hai vết, vỏ đó thì cực kỳ mới. Đây, vỏ anh em thấy cực kỳ mới anh em nha. Đó, em sẽ lau sơ hết một vỏ nó. Đây, đó, cực kỳ mới anh em nhìn thấy vỏ. Vỏ đó là nét như Sony luôn. Đó, dòng Seco. Đây, mặt sau đây. Mặt sau thì quá là tuyệt vời. Đó, mặt sau quá tuyệt vời. Con đây thì được trang bị dây da K6 màu đen. Anh em nhìn thấy những dây da K6 màu đen nó đẹp không? Lên tay rất đẹp dành cho đồng hồ luôn. Máy đang chạy bon bon, lịch nhanh đây. Em sẽ chỉnh lịch nhanh đồng hồ. Đó, lịch nhanh nè. Rút ra nhẹ một nấc nè. Đó, thử nè anh em nè. Đó đang chạy đúng giờ rồi nha. Thử nó nhảy nè. Đó, ngày nè. Đó, rất là nhẹ nhàng. Con này thì giá nó là 7.5 anh em nghe. Size nó thì size 35. Dòng này thì nó có một size thôi, không có size thứ hai. Tại vì size nó là size 35.5. Nó 35.36 là 35.5 này. 35,36 rất là đẹp, số tiếng luôn á. Đó, số 4 này. Giá là 7.5. Kinh người gọi tóm tắt là vua. Em số 5. Em số 5 thì đến từ nhà Seco anh em nghe. Nó cũng đến từ nhà Seco luôn, nhưng mà con này là Seco sụp bọt Matic 17W. Mặt thì có hai lòng này. Mặt thì có trong màu vàng, ngoài màu trắng này, rất đẹp. 17 chân kính 10 17 viên đá ruby đỏ đó. Nó con này thì có một lịch góc 4 giờ. Đó, mặt mày thì sáng sủa. Nấm của nó thì nấm ẩn bên trong. Lịch của nó là lịch chỉnh 9:12. Đó, 24 giờ với 9:12. Đó, rất là nhẹ nhàng luôn. Dòng này thì nó size nó là 36 nè. Size 36 anh em nghe.
Size 36 vỏ nó thì cực kỳ mới. Đó, vỏ nó cực kỳ mới. Máy của nó là chạy máy 7625. Máy 7625, em sẽ mở máy luôn. Đây, máy thì cực kỳ mới nha anh em nha. Máy thì quá mới luôn, 7625 này. Con này là con mã số 5 anh em nha. Em đây là mã số 5 này, giá 800 này. Mã số 5. Con mã số 6, con mã số 6 này thì nó từ đến từ nhà Seco 26G anh em nha. Seco 26G máy vàng. Mặt thì có vài vết lên dầu này. Đó, lịch của nó thì chỉnh nhanh ok này. Đó, 26G máy vàng. Kính đồ là zin hết này, vỏ thì vỏ inox hết toàn bộ. Cọc số thì cọc số đứng anh em nha, cọc số đứng rất là đẹp. Đó, đây. Size 35.7 rồi ta. Đo thử 35.6 máy anh em. Đó, 35.6 máy anh em nha. Đó, zin hết toàn bộ nha anh em nha. Đó, dây da thì em trang bị dây da K6 này, mẫu da K6 bên em thì bao siêu bền siêu chất luôn. Phía sau đây. Đây, máy đây. Máy nó thì cực kỳ mới anh em nha. Máy nó thì quá mới rồi này. Máy thì mới ken spare. Máy đẹp như Sony. Con này là con mã số 6 anh em nha. Con mã số 6 này thì giá nó là 1,1 triệu này. 26G máy vàng. Là lịch nó là có lịch 6 giờ và lịch 9 giờ. Mặt trục tung quanh. Con mã số 7 là con giá 800 anh em nha. Con này thì đến từ nhà Seco luôn. Seco này là Seco Support Matic này. Form này là form mỏng anh em nha. Form mỏng. Nó dành cho nam. Đó, nó có là trong nước 30m nha anh em nha. Nó chạy bộ máy là 17 ruby. Có hình mặt trời phía góc 6 giờ. Điểm lau sơ cho mặt sạch sạch sẽ. Đây. Đây. Vỏ nó thì vỏ inox nguyên con. Vỏ inox cực kỳ đẹp. Em sẽ mở máy ra luôn cho anh em coi. Máy đây. Máy nó thì chất như nước chất rồi nha. Máy rất là nhẹ nhàng, anh em thấy bộ máy không? Bộ máy có bộ tự động bên em tự trên tay em chùi dầu nên em yên tâm thì sử dụng nha anh em nha. Con này thì con mã số 7 anh em nha. Con mã số 7 này thì giá của nó là 800. Size nó em sẽ đo lại. Size 36.6 máy nè. Đây là con mã số 8 là đến từ nhà răng cưa. Đó, Citizen răng cưa nè. Nãy giờ Seco rồi, giờ chuyển qua là Citizen. Đó, mặt màu đỏ nè. Lắc nhẹ là em ấy đã chạy. Kim rin anh em nghe. Kim rin vỏ inox rin. Kính thì kính Mecca. Size thì 35.36. Đó, nấm lẫn bên trong. Vỏ thì inox hết toàn bộ anh em nghe. Vỏ inox toàn bộ, mặt màu đỏ, mắt mèo rất là đẹp nè. Đó, con này thì có giá 1,4 triệu. Giá nó là 1,4 triệu nha anh em nghe. Em sẽ mở máy luôn. Đây, máy nó thì bao mới luôn. Bao mới, máy nhẹ luôn. Đó, máy bao mới, máy nhẹ anh em nghe. Máy 17G.
10-17 đá ruby đỏ. Con này cũng được trang bị dây da cá sấu anh em nghe, dây da cá sấu luôn. Đó, da cá sấu màu nâu. Đó, anh em thích dây da cá sấu màu đen em sẽ thay đi da cá sấu màu đen anh em nghe. Đó, con này thì khóa nó màu vàng nên em hồi em sẽ thay khóa màu trắng vô. Em đây là mã số 8 anh em nghe, mã số 8 nó là giá 1.400.000 này. Mặt đẹp. Con mã số 9, con mã số 9 nó là giá 800 là một con Oren. Oren là Oren của thợ lặn anh em nghe. Oren là Oren của thợ lặn. Nó là của thợ lặn nè. Niền băm có vòng sáng bên trong rất là đẹp. Lịch 24 giờ nhảy này, dòng đây là chạy 30 chân kính anh em nghe. Dòng đây là chạy 30 G-Well. Dòng 3 sao đẳng cấp của nhà Oren. Con này là size mặt nó size 37 này. Đó, bên hông nó này anh em này. Em sẽ lau sơ anh em nghe. Tại vì tay em trong đi mùa nóng nên nó có cái mồ hôi, có cái vết dấu vân tay. Đó, anh em thấy đẹp không? Đây, một chú thờ rặn lặn anh em nghe. Đó, một chú lặn dòng 3A 30 UL. Máy nó thì cực kỳ đẳng cấp rồi. Đây, máy nó thì cực kỳ đẳng cấp anh em nghe, máy 30G anh em. Máy Oren, máy nguyên rin. Đây. Con này thì mặt nó có 3 vết chỗ này nè. 3 vết thời gian anh em nghe. Em đi thì nhìn rất là đẹp luôn, dành cho những nam tay to là mang rất là ngầu. Em đi là mã số 9 giá 850.000 anh em nghe. Oren, không có tìm được con thứ hai cái đâu anh em. Đây là một con nồi địa Nhật. Con này là một con Buret. Buret anh em nghe. Dòng automatic này, có hỗ trợ cốt tay anh em nghe. Nó là chạy máy dòng máy 4R N35. Đó, 4R làm với N35 là chung, size 42. Đó, dây của nó đây. Vỏ inox nguyên con. Đây, dây nó thì tầm khoảng tay em là tay 17 là mang rất đẹp. Anh em nào mua em sẽ tặng anh em thêm một sợi dây da cá sấu màu đen cho con này, anh em sẽ mang được anh em tay to anh em nghe. Tay em tay 17 là mang rất đẹp nè. Dòng đây là có hỗ trợ cốt tay anh em. Nó là chạy máy 4R, máy N35 á, đó, máy N35H đó. Đây, lỗ đáy đó, anh em nghe. Vỏ nó thì vỏ inox cực kỳ đẹp nè. Đó, vỏ inox cực đẹp. Máy đây. Anh em nhìn thấy nè, máy nè. Máy chuẩn nhà Seiko anh em nghe. Nó là đây em đọc xem thử. N36A. Đó, N36A là nó với máy 4R là chung loại anh em nghe. Hàng này là hàng chuẩn của Nhật anh em nghe. Đó, thương hiệu này. Bupri này, automatic này. Đó, lỗ máy này. Lỗ máy rất là đẹp. Dòng này là máy 4R và nó là một loại. Đó, lên có tay rất nhẹ nhàng. Lịch của nó thì chỉnh nhanh ok anh em nghe. Cái lịch của nó là chỉnh nhanh ok. Nè, thử nè, ngày nè. Con này thì có giá là 1.500.000 anh em nghe. Nó được tặng thêm một sợi dây da cá sấu màu đen. Anh em về anh em xài cho tay to. Còn dây này là dây nguyên rin anh em nghe, cực kỳ mới nè. Đó, vỏ nó thì cực kỳ mới. Mã này mã số 10 giá 1.500.000. Mã số 11 của nó là một con nồi địa Nhật anh em nghe. Một con này là một con Rosette automatic này, nấm là nấm cổ chai. Đó, automatic này. Nó chạy này, rút ra một nhít là chỉnh lịch nhanh này. Nó rút ra hết là chỉnh giờ. Nó đẩy vô hết là lên nấm cổ chai.
Con này thì nguyên rin nguyên bản anh em nha. Nguyên rin nguyên bản mặt màu hồng này. Màu hồng rất đẹp. Size nó là size 35.26. Đó, 35.26, dây khóa là dây khóa nguyên rin. Đó. Đây. Đây. Dây nó thì có đầu hít nha anh em nha. Nó có lò xo hít nè. Lò xít dây rin nè. Nên anh em tay 18 mang là vừa luôn. Đó, con đi thì nấm của chai thì trong nước thì tốt rồi nè. Trong nước là tốt, vỏ thì vỏ inox anh em nha. Toàn bộ của nó là inox hết, toàn bộ thép là thép không rỉ nè. Nó được trang bị thép là thép không rỉ. Con đây là mã số 11 anh em nha. Mã số 11 này là giá 1 triệu nè. Mặt nó trong nó hơi có bụi nên em sẽ lau sơ. Khi em quay phim xong mình sẽ lau sơ bụi của con này. Em đây là mã số 11. Mã số 12. 12 là một con DX anh em nha. Một con DX nè, dây đồ mới hết nè. Con này là dây của nó là dài anh em nha, dài tầm tay 17 mấy 18 nè. Đó, DX nguyên rin nè. Anh em thấy DX không? DX mặt nó thì đẹp anh em nha, cũng có lên dầu nhẹ một xíu hai vết thôi, nhưng mà mặt đẹp. Đây, vỏ này, vỏ nó cực kỳ mới anh em nha. Vỏ nó cực kỳ mới luôn nè. Đây, vỏ nó cực kỳ mới luôn. Đó, mặt sau đây. Máy nó thì mới kit anh em nha. Máy nó thì anh em yên tâm. Máy nó là mới như Sony. Máy nó là mới kit như Sony. Con đi thì Syncon 5DX này thì giá 700 anh em nha. Giá em này là 700 nè. Rất đẹp. Lịch của nó là thứ bấm. Ngày nó là nhít ra nước chỉnh. Anh em thấy không? Rất là nhẹ nhàng luôn. Em đi là mã số 12. Giá 700. Em đây là mã số 13. 13 là một con Syncro 5 Atus anh em nha. Syncro 5 Atus nè. Đây, Syncro 5 Atus. Con này là cũng là giá nó 700 luôn anh em nha. Mặt nó cũng có, trong nó có một hai vết bụi nè. Tí em sẽ lau sơ. Lịch của nó thì chỉnh ngày nè. Bấm nè. Bấm độ ok hết nè. Con đây thì dây nó dây rin luôn. Mặt sau đây, sau thì cực kỳ mới nè. Sau thì cực kỳ mới. Lên tay này rất là dài. Lên tay thì cực kỳ dài nè anh em nha. Con đây thì số 13. Số 13 nó cũng giá 700 luôn. Size tay nó ra. Size tay nó là size 37 anh em nha. Em đây là giá nó cũng 700 luôn, số 13. Cơ. Số 14 nó thì đến từ nhà Sima. Sima là Sima Thụy Sĩ nha anh em nha. Nấm là nấm cổ chai nè, rút ra nhít ra nước là chỉnh lịch nhanh nè. Đó anh em thấy không? Chỉnh lịch nhanh ok nè, đẩy vô hết là đè vô là nấm cổ chai nè. Em đây là dây rin nguyên bản anh em nghe, mặt màu hồng. Màu hồng phấn á. Đó, size 36 nè, size chuẩn của nam. Đây. Dây thì khóa thông minh. Khi lên tay đây rất là đẹp luôn. Lên tay thì khỏi nói, dây dài anh em thấy đẹp không? Sima đó, dây rin hết luôn anh em nha. Con đây thì dây đồ toàn bộ là rin hết, rất là mới nè. Đây là chưa chùi nè, khi em chùi nữa nè. Đây chùi nữa thì mới hơn nữa. Dây là nguyên rin của Sima đồng hoàng. Đây dây rin của Sima anh em nha. Con đây thì giá nó là 800 anh em nha. Sima chạy máy V8. Đó, chạy máy V8 giống như máy T-Shop đồ nè. Nó là có giá là 800 ngàn của nam anh em nghe. Con này mà mua bên ngoài nó đắt tiền lắm. Bên ngoài nó phải 5-6 triệu á. Cũng con này luôn. Con này là một con Nivada. Chuẩn hàng Thụy Sĩ anh em. Nó là hàng dòng Genune. Hoặc Nivada Genune. Hoặc anh em nghe. Dòng Genune. Có đính là 10 viên đá.
size 36 đến 10 viên đá anh em nghe, mặt đẹp, vàng đẹp, vàng bọc vàng ta. Form nó thì anh em nói nó là số 2 thì không ai là số 1 luôn nè. Anh em nhìn nè, anh em thấy đẹp không? Siêu phẩm trên cả siêu phẩm đó, anh em nghe. Dòng nhà Nevada rất là đỉnh. Dòng này thì em nói quá đỉnh luôn anh em. Đây, dây bọc vàng toàn thân anh em nghe. Dây bọc vàng toàn thân. Con này thì dây mới kích luôn, dây tầm tay 17 nè. Tay to hơn thì anh em thể xài dây da anh em nghe. Đó, xài thêm dây da. Nếu mà anh em mua cho anh em một sợi dây da cho con này là bán một sợi cho anh em bán gọi là lỗ vốn luôn là 100.000. Đó, đầy đủ phụ kiện khóa nghe anh em nghe. Chốt đồ có hết, anh em về thay vô nếu mà anh em tay to, còn anh em tay 17 thì mang luôn. Mang để dây rin đi thì mang thì quá tuyệt vời. Chạy máy V8 anh em ngang với máy T-Shop đồ á, những con hiệu thứ hai thứ ba thì máy nó ngang với dòng Nevada này. Đó, rất đẹp. Em đây là mã 15. Em đây là mã 16, em mã 16 là đến từ nhà gì ta? Em quên rồi ta. Nhà này nhà gì ta? Thương hiệu này là em quên cái tên rồi. Đó, quên tên. À, Mau Smith. À giờ mình nhớ Mau Smith anh em. Đó, em này là đến từ thương hiệu Mau Smith của nhà Citizen anh em nghe. Nó là cũng là của Citizen sản xuất luôn, size 34 vuông. Đó, dây lụa màu trắng này. Đó, rất là mềm. Máy nó thì chạy đúng giờ nè. Máy nó thì chạy đúng giờ bon bon. Đó. Con này thì mã 16 anh em nghe. Mã 16 này, hàng chuẩn hàng Nhật luôn, hàng da băng. Đó, rất đẹp. Em đây thì mã 16 này là giá 500 anh em nghe. Mặt màu xanh hai lòng mà màu nâu xanh á. Màu nâu có đường vòng tròn màu xanh. Đó, nó tạo điểm nhấn rất là đẹp. Ba kim. Đó, con đi thì mã 16 giá 500. Em đi thì hiệu Test Note chính hãng anh em nghe. Tại vì công ty Test Note đây nè là nó được bán là cho công ty Nhật. Thương hiệu được bán cho công ty Nhật. Anh em nên hiểu điều đó, nếu mà hàng Test Note mới nè là nó được bán cho công ty Nhật anh em nghe. Dây nó thì bao dài. Nó dây nó thì bao dài. Mặt nó thì cực kỳ đẹp. Đó, mặt đường vân cực kỳ đẹp anh em nghe. Dây là dây rin bao dài. Đó, con này thì size nó size 37 nè. Đó, size 37. Em đây thì giá nó là 500 anh em nghe. Để em chỉnh cái mặt lên. Hàng chưa lên tay, chưa qua sử dụng. Nên anh em yên tâm. Đó, anh em yên tâm anh em nghe. Yên tâm về chất lượng. Chất lượng thì nó là đạt tiêu chuẩn của Test Note. Nó công ty Test Note này là bán thương hiệu cho Nhật Bản. Nên giờ hàng của nó sản xuất ra là 100% là của Nhật Bản hết anh em nghe. Thì có thời mà chưa bán là nó mới xài máy xài của Thụy Sĩ, nhưng mà giờ nó bán thương hiệu rồi nè. Đó, thương hiệu này là bán cho người Nhật rồi. Đó, nên anh em phải hiểu anh em nghe. Xài 17 giá 500. Đây là một con Cinco. Cinco anh em. Cinco này là Cinco cơ anh em nghe. Cinco cơ. Giá này là 250 nè. Đó, đẹp mê ly. Đó, đẹp khỏi nói luôn. Nó bọc EGB nè. Đó, cơ anh em nghe. Bán theo giá trị phân kim thôi. Cho anh em về mang. Anh em về thay xì dây nữa là đẹp tuyệt vời. Mặt nó là số học trò. Nếu mà hàng mà mặt số học trò thì rất đắt tiền về hàng cơ. Nếu mà con đi con nam mà mặt số học trò đi thì thôi chứ. Nó phải gấp 10 lần như thế này. Đó, dây thì dây rin của nó, nhưng mà nó cũng có bị lên lông này. Nên anh em về thay một sợi dây da mới đi. Anh em mang tuyệt vời luôn. Đó, hàng đây là hàng siêu cổ siêu bền anh em nghe. Nước vàng nó thì rất đẹp. Đó, vàng rất đẹp. Số 18 này 250. Số 19 là em sẽ đi lấy điện thoại em mở máy là. Điện thoại bỏ đi. Đây. Số 19 là con Omega anh em nghe. Con Omega để em
chuẩn bị hình là đây, số 19 này, Omega. Đó, 19 là Nam Nga, 19 là Omega. Mặt đẹp này, đó, nấm rinh này, vỏ đẹp này, đó, vỏ nó cực kỳ đẹp anh em nha. Con này này, nó chạy máy là rất là to. Nó tuy rằng nó nhỏ của nữ, nhưng mà máy của nó là đẳng cấp anh em nha. Size nó là size 20. Đây, đây cho anh em coi lại nha, mặt đẹp anh em nha. Mặt nó thì anh nói anh em cho đẹp nè, mặt đẹp mê ly luôn đó, mặt đẹp đó, vỏ đời mới hết. Em dán cái mặt lên đây anh em nha. Đó, và em sẽ mở máy cho anh em coi. Đây, máy đây, máy của em máy này, máy 625 anh em nha, máy Omega Switch này, 17 dây queo này. Con này nè, chạy máy của Nam anh em, em không tưởng tượng nổi luôn. Đó, khi mua về mà em gỡ ra em chụp hình máy là wow, em giật mình. Máy 625 anh em nghe, máy nó có lỗ nè, chữ trên chữ dưới máy 625. Máy của Nam anh em, chỉ có những con đồng hồ Nam mới có cái máy này. Đó, chụp hai hình nè. Đó, chụp hai hình cho rõ này. Đây, nắp đây, nắp của nó đây. Đó, chính hãng Omega anh em nghe. Đó, hàng chính hãng nên nắp nó cũng là chính hãng luôn. Đó, máy đó thì anh em mua cái máy này thì cũng bằng tiền con đồng hồ rồi. Nên em nào biết về cái máy này, máy Omega chính hãng này. Đó, máy này em nghe, con nữ nhân chạy máy này. Đó, đây, mã 19. Mã 20. 20 thì anh em đợi em xíu xem thử cái máy nó của em có chụp chưa. Đây. Con này là con số 20 anh em nghe. Con số 20 này là con bọc vàng nè. Bọc vàng nấm rin nè. Đó, bọc vàng cực kỳ đẹp. Đó, vàng nó thì bao chất luôn anh em nghe. Bao chất như nước cất luôn. Đó, bọc vàng mặt đẹp nè. Mặt nó thì bao đẹp. Omega này là con này là size 19.5. Size nó size 19.5 anh em nghe. Đó, dòng Geneva. Bọc vàng là siêu đẹp. Đó, máy đây. Đó, nó là chạy máy là cũng to anh em nghe. Máy Omega này. Đó, Omega Taco Switch cho nghe, máy 485 anh em nghe. Máy này là máy 485 nè. Đó, máy cực kỳ đẹp. Đây, nắp đây. Nó bọc vàng là 20 micron. Đó, bọc vàng que 2 micron anh em nghe. Omega. Đó, máy đây. Máy nó thì cực kỳ đẹp nè. Máy nó thì em đã chụp hình rồi nha. Những dòng này thì phải khi mở ra vệ sinh rồi chụp hình luôn cho nó an toàn rồi nè. Đó, máy nó máy bằng hông. Con này là con mã 20 anh em nghe. Giá này là 800. Con mã 21 là một con Juvenia. Con này là giá 800 luôn anh em nghe. Juvenia. Đó, em này thì lên cót chạy này. Size nó là size 41 này. Dòng bọc vàng full anh em nghe. Nó là bọc vàng full đồng qua. Bọc vàng full, bọc 20 micron. Đó, bọc vàng full 20 micron anh em. Đây. Con em mà anh em nào mua mà anh em muốn coi hình máy và coi năm chữ mặt trong của nắp thì anh em liên hệ shop anh em nha. Anh em mua là em sẽ cho anh em coi. Coi về chi tiết máy móc đồ là máy nó máy chuẩn anh em nghe, máy Juvenia. Đó, Juvenia. Con này thì nó giá nó là 800 anh em nghe. Bao rẻ luôn. Bán cái vỏ phân kim là được 500 rồi. Bèo bèo phải 500 vỏ to. Đó, nhưng mà con đi bán 800 siêu rẻ. Mà 22. 22 là bán hai mã chung với nhau. Đó, một con quýt này. Quýt nè anh em nè. Đó, chạy anh em nghe. Quýt nó chạy, đó nó là ghi chỗ sự chữ 21 nè, quýt nè. Đó, quýt bọc vàng full anh em. Đó, bọc vàng full. Đó. Đây, giày nó đây. Quýt như thế này anh em nghe. Đó, quýt bọc vàng full với một sợi dây chuyền nè. Đây, dây chuyền đây, dây chuyền này em đấu 200.000 về anh em.
đậu, em đậu 200 ngàn một sợi chuyền có viên ngọc nữa. Bà bán hai cái này chung với nhau anh em nghe. Bà bán hai cái chung hai mã này với nhau là 400 này. Một em quýt với một sợi dây chuyền. Bán chung với nhau luôn. Viên đá anh em thấy đẹp không? Ông anh luôn á. Em đậu chung hai này về, em bán chung với nhau là 400 anh em nghe. Số 22. Rất đẹp. 22 quýt bọc vàng full cơ với một sợi dây chuyền. Số 23 là có hộp anh em nghe. 23 là có hộp nè, một quýt siêu to. Siêu to nè. Quýt này là quýt siêu to luôn. Đó, đây. Lấy ra anh em nghe. Lấy ra và đặt hộp xuống này. Đây, quýt siêu to. Quýt này là 1930 nè, quýt pin anh em nghe. Quýt pin đang chạy nè. Nó pin đang chạy của Nhật anh em nghe. To cực kỳ to luôn. Nó là size nó tới là 54. 54 là siêu to rồi anh em. 554 nó là siêu to rồi. Đó, quýt này là mã 23 anh em nghe. Mã 23 của nó là giá nó 500. 23 giá nó 500. 23 này. 23 và giá 500, em sẽ mở máy thử về máy móc. Máy nó là chuẩn máy Nhật anh em nghe, chuẩn máy Nhật này. Nó làm giống như chất liệu bằng giống như là bạc anh em. Này. Này thì em sẽ tí em kích vào. Đây, nó làm chất liệu như bạc nè. Đó, Nhật anh em nghe, nó làm cái này giống bạc nè. Nắp này thì nắp inox rồi. Trên viền trên đây là giống y bạc luôn. Không biết phải chất liệu bạc không nữa, nó không có ghi trong này nè. Nó là sản xuất nè. Đó, nó không ghi trên này nè, anh em nghe. Trên này nè, làm chất liệu y bạc luôn mà kính thủy tinh nè. Anh em thấy miếng thủy tinh ghê không? Người Nhật làm đó. Có đi thì giá 500 anh em nghe. Em đây là mã số 23. Mà nếu mà 23 mà 2 mà 24 là chú chim. Chú chim này thì ngang nó là cỡ 25 anh em. Hai chú chim song song nghe. Đây là làm bằng sừng trâu anh em nghe. Sừng trâu hết toàn bộ. Cái này là bằng chất liệu là sừng trâu. Sừng trâu anh em. Chất liệu làm bằng sừng trâu anh em nghe. Làm rất là đẹp. Đó, đây. Dán lộn bên, dán mà để lộn bên đây nè anh em này, đây nè, nghệ nhân nó làm nè. Trong thùng về chất liệu bằng sừng trâu, hai chú chim nó trưng bày tủ chất liệu bằng sừng trâu. Sừng trâu này là em thấy nhiều nhất là làm lược nè anh em này, làm lược với máy sản xuất chất liệu cao cấp anh em. Nó sừng trâu này thì mình khỏi nói rồi, đẹp tuyệt vời, đẹp khỏi nói nữa anh em. Khỏi nói anh em nghe. Hai chú chim song song với nhau, chất liệu bằng sừng trâu. Nó sừng trâu nguyên chất của sừng con trâu. Giá của nó là 350 anh em nghe. Giá 350k về bỏ tủ, rất là đẹp. Đây là vòng tay huyết áp. Vòng tay này là nó là vòng tay huyết áp anh em nghe. Những cục màu đen đây là nó có đồ huyết này. Người Nhật nó làm ra được chứ không nước nào làm ra được anh em. Còn những đây là những viên đá nè. Nó kèm theo là những hộp đá màu cho. Nhìn nó hơi bị nổi luôn. Đó, vòng tay này thì mang nam cũng được mà nữ cũng được. Đó, nam thì hộp hơi nhỏ, nữ thì quá tuyệt vời. Đó, giá nó là 250. Nó cực kỳ đẹp. Còn đây là vòng tay từ tính. Nó là chất liệu là vòng tay từ tính anh em nghe. Nó mang là để giảm cân. Đây. Đây. Dành cho nam nữ gì mang cũng được. Nó làm bằng chất liệu là từ tính anh em nghe. Anh em không phải là vòng tay huyết áp. Nó là vòng tay từ tính anh em. Đó, người Nhật làm bằng đá từng từ tính á, nó rất là đẹp luôn, bóng loáng luôn anh em. Vòng tay từ tính để giảm cân anh em nghe. Đó, em giới thiệu rất là rõ.
Cái này là mã 26 này, giá này là 200. Kết thúc video này nè. Xin chân thành cảm ơn anh em.